Xin chào vị trả lời với chương trình trực diện TV. Thì liên quan tới cái việc mà linh mục Anton Đại Hữu Nam đó, trong cái việc mà bị giám mục của cái giáo phận Vinh là ngưng cho làm mục vụ, thì đã tạo ra một cái sự coi như là có những cái sự bàn tán và có những cái sự tranh cãi ở trên dư luận, và người ta nhìn cái sự việc đó ở nhiều góc độ khác nhau. Thì nói chung là nói đến cái tên của linh mục Đặng Hữu Nam thì nhiều người rất là hiểu biết, nhất là những cái người mà có quan tâm tới cái hoạt động của coi như là giáo hội gọi là công giáo của Việt Nam, và những người mà quan tâm đến những cái việc mà lùm xùm về các cái việc mà sự cố cá chết ở các tỉnh miền Trung đó, thì ai cũng nhớ là trong những năm trước kia, khi mà ông linh mục Đặng Hữu Nam còn làm chánh xứ của cái giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, thì cùng với ông cha gọi là Nguyễn Đình Thục đó, đã tổ chức và coi như là hướng dẫn những cái người dân trong các cái khu vực này đi khởi kiện cái vụ coi như là Formosa gây ra những cái thảm họa cá chết của bốn tỉnh. Thì bên cạnh đó thì ông cha coi như linh mục Đặng Hữu Nam này cũng đã có rất là nhiều các cái bài giảng, mà những cái bài giảng đó người ta nói rằng nhắm vào các cái chính quyền của Việt Nam theo cái kiểu là chỉ trích rất là thẳng gốc, và thậm chí là đưa ra những cái lời bình luận có thể nói là giống như là phỉ báng chế độ và xúc phạm đến các cái lãnh tụ, ngay cả các cái lãnh đạo cao cấp của Việt Nam nữa, nói xuyên tạc về các cái đường lối chủ trương chính sách đủ thứ chuyện hết. Thì những cái điều đó là những cái điều mà nếu như những người dân thường rất có thể đã bị một cái tội hình sự rồi. Tuy nhiên thì người ta đánh giá tại sao ông Đặng Hữu Nam nó có hàng loạt những cái bài giảng như thế và cứ vang vang ở trên các cái tòa giảng mà tập hợp rất là nhiều các cái giáo dân, nhưng mà ở phía chính quyền đó thì gần như không có tiến hành khởi tố hay còn tiến hành bắt giam giống như những cái trường hợp khác, theo cái kiểu là tội tuyên truyền hay là cái tội gọi là hoạt động nhằm lật đổ gì đó chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là sau khi mà ở trong cái khu vực gọi là giáo xứ Phú Yên, thì sau đó thì ở phía bên gọi là giám mục của cái giáo phận đó ở Vinh đã thực hiện các cái việc tuyên chuyển và đã chuyển ông Đặng Hữu Nam về một cái khu vực mà chúng ta biết ở thời gian vừa qua, đó là quản xứ ở cái khu Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành của tỉnh Nghệ An, cũng thuộc giáo phận Vinh luôn. Và những cái hoạt động của ông Đặng Hữu Nam đó, thì trước đó người ta nói rằng có hay không cái sự che chở hay là giúp sức của ông cha gọi là giám mục của cái khu vực là ông Nguyễn Thái Hợp. Thì ông Nguyễn Thái Hợp hồi năm rồi, năm 2019, cũng đã coi như là đã thuyên chuyển đi đến một cái giáo xứ gọi là Tiên Khởi khác, một cái giáo phận khác, được tách ra và thuộc về giáo phận của Hà Tĩnh, thuộc về cái một cái khu mới để mà ông Nguyễn Thái Hợp về đó và làm mà coi như là giám mục ở khu vực đó. Còn cái khu vực Vinh á, thì do một ông cha khác là ông cha Nguyễn Hữu Long, một cái người khác để mà quản toàn bộ cái khu vực đó. Thì chúng ta đã biết rồi, thì ông Nguyễn Thái Hợp hồi lúc mà còn nằm trong cái gọi là giám mục của khu vực Vinh á, đã có một cái sự đồng ý thống nhất và có một sự liên lạc với một cái tổ chức ở bên ngoài Việt Nam, và cái tổ chức mà gọi là ủng hộ giành công lý cho các cái tỉnh Formosa đó, cho các cái gọi là nạn nhân của Formosa trong cái việc mà khởi kiện chống lại cái tập đoàn Formosa, thì khởi kiện ở Đài Loan và hứa hẹn rằng sẽ khởi kiện ở ở Mỹ nữa. Thì trong cái việc mà quyên góp tiền hay là đang tiến hành các cái thủ tục khởi kiện đó, thì cái tổ chức này đã nhiều lần nói rằng ông cha Nguyễn Thái Hợp đó, ông gọi là giám mục Nguyễn Thái Hợp đã đồng ý và có gửi gắm và nói chung là rất là ủng hộ trong cái việc mà tiến hành khởi kiện. Thì những cái vấn đề này đó, thì chúng ta thấy là trong suốt thời gian mấy năm vừa qua, thì những cái việc mà như ông Đặng Hữu Nam trong các cái bài giảng, khi mà chúng ta tìm lại thì đúng là những cái bài giảng rất là nặng nề, theo cái kiểu làm nhận định thẳng luôn là cái chính phủ Việt Nam hiện nay như thế nào và cái chính quyền đó nó vô đạo ra làm sao, hoặc là cách quản lý một cái xã hội nó bại hoại, nó như thế này kia, nói chung là chụp vào hết tất cả những cái vấn đề, và kể cả tố cáo luôn cái vấn đề mà đàn áp tôn giáo hoặc là các cái hoạt động của
ở bên nhà nước ở Việt Nam các cái đường lối là vô thần, các đủ thứ hết. Thì những cái thông tin đó đó chúng ta rất là dễ tìm kiếm ở trên mạng. Chúng ta chỉ cần đánh vào trong YouTube những cái bài giảng của ông Đặng Hữu Nam hay là ông Nguyễn Đình Thục, hoặc là nhiều người thì họ nói rằng trong các hoạt động của cái công giáo của Việt Nam thì rất là nhiều, nói chung là từ Bắc chí Nam rất là nhiều các cái nhà thờ hay là dòng tu hoặc là các cái tu viện, các cái nơi hành hương hay tất cả những cái rất là nhiều các linh mục, nhưng mà chỉ nổi lên một số những cái người mà người ta nói rằng có thể là chống chính quyền hoặc là can thiệp quá nhiều vào các cái vấn đề chính trị, và những điều đó đó nó có đi ngược lại với cái chủ trương hay là cái tôn chỉ của phía bên tôn giáo hay không. Bởi vì tôn giáo gọi là công giáo đó, hay nói đúng hơn là Thiên Chúa giáo, thì người ta không có đồng ý cho các cái việc mà can thiệp quá nhiều vào vấn đề chính trị. Dĩ nhiên là họ có những cái tổ chức giống như Công lý hòa bình để mà giành lấy các cái công đạo cho người giáo dân chẳng hạn, hoặc là muốn bảo vệ giáo dân trong các cái việc thế này thế kia. Tuy nhiên cũng phải tuân thủ theo các pháp luật, ở cái khu vực nào họ có những cái điều hành ra làm sao thì dĩ nhiên cũng phải tuân thủ theo những cái điều đó. Thí dụ như cái công giáo mà ở bên Thái Lan chẳng hạn thì họ phải tuân thủ theo cái điều lệnh của họ. Họ không không được nói xấu ở ông đức vua, hoặc là ở những cái xứ sở ở Trung Đông chẳng hạn, thì dĩ nhiên họ cũng phải chấp nhận là những cái người mà ví dụ như là giáo dân là phụ nữ thì phải thực hiện những cái biện pháp như thế nào. Thì rõ ràng là pháp luật ở xứ nào nó cũng phải tranh thủ và vận dụng nó một cách nó hiệu quả, chứ không thể áp dụng một cái khuôn khổ chung được. Và ngay cả như ở tại Mỹ hay là nhiều quốc gia khác đi nữa thì người ta cũng cấm là cái hoạt động của công giáo không được đi vào vấn đề chính trị, không được can thiệp quá sâu, và nếu đi quá sâu á nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, ngay cả nếu như có những cái sự vi phạm pháp luật đi nữa thì vẫn ấy bị trừng trị, vẫn phải bị xét xử bình thường chứ không phải là đơn giản. Thì liên quan đến cái vụ việc của tôn giáo đó, nhất là công giáo, thì trong những năm vừa qua chúng ta thấy là những cái người mà linh mục bị chỉ trích nhiều nhất như là ngoại trừ ông Đặng Hữu Nam ra, ông Nguyễn Đình Thục ra, rồi chúng ta thấy là ông Nguyễn Duy Tân chẳng hạn, hoặc là trước đó là ông Nguyễn Văn Lý, hoặc là ông linh mục mà gọi là Nguyễn Ngọc Nam Phong hay là Đinh Hữu Thoại. Nói chung là ngay cả coi như là ông nhiều một số người khác nữa, thì thật ra những cái người đó cũng là số ít thôi. Và khi mà chúng ta xem lại những cái bài giảng đó, thì đúng là nó rất là nặng nề. Nói chung là có những lời lẽ có khi là thách thức chính quyền nữa. Và có những cái kết luận đó, người ta nói rằng khi mà bị hỏi ngược lại đó, để mà chứng cứ đâu, chứng minh đâu, thì nhiều khi mà khó mà trả lời. Thì những cái điều này chúng ta thấy là hồi xưa đó ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng đã có những cái bài mà rất là nặng nề như thế, và thậm chí là chửi thẳng chính quyền luôn, và thậm chí là chống đối các thứ. Nhưng mà khi đó thì chúng ta thấy có những cái cách hành xử rất là khác nhau so với thời điểm như hiện nay. Nhiều người họ đánh giá rằng cái cách hành xử như hiện nay của nhà nước Việt Nam á, hình như là nó khôn khéo hơn và theo cái kiểu họ mềm dẻo hơn và họ nhẫn nại hơn, và cái cách xử lý đó đó nó phù hợp với cái tình hình theo cái xu hướng chung. Bởi vì trước kia khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý có những cái sai phạm thì chúng ta thấy là các cái cơ quan pháp luật ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhảy vào và người ta tiến hành khởi tố và tiến hành đem ra xét xử. Và đối với những người họ hoạt động trong công lý đó, trong gọi là công giáo đó, như là những người linh mục chẳng hạn, thì người ta không có sợ chết theo cái kiểu là hy sinh để mà tử vì đạo, hay là họ nói rằng các cái việc mà đàn áp tôn giáo này kia nọ, thì dính vào các cái việc mà đàn áp tôn giáo đó thì họ sẵn sàng hy sinh. Đó là cái điều mà họ còn được phong thánh nữa, còn được là coi như là lên một bậc rất là cao, chứ không có ai mà sợ cả. Nói chung là người ta còn muốn nó được coi như có thêm các cái điều kiện, có thêm các cái cơ hội để mà người ta còn được nâng cao hơn nữa. Thì trong cái vụ Linh Mục Nguyễn Văn Lý khi mà ra tòa, chúng ta thấy rõ ràng có những cái sự mà chống đối rất là dữ dằn theo cái định nghĩa của nhà nước Việt Nam, theo pháp luật của Việt Nam, thì gần như là đạp vào cái vành móng ngựa chẳng hạn, hoặc là chửi bới Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đảo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái hành vi của một cái người mà đứng bảo vệ trong cái phiên tòa đó, bịt miệng ông Nguyễn Văn Lý đã vang xa ra khắp thế giới. Nói chung là những cái
hình ảnh gọi là tuyên truyền hay là phản tuyên truyền đó nó không có tốt, nó không có, nó ảnh hưởng cái hậu quả của nó khá nhiều. Cho nên là bây giờ ở phía bên chính quyền có lẽ là người ta cũng rất là bực bội, bởi vì những cái hành xử hướng dẫn cho các cái giáo dân tuyên truyền cho các cái giáo dân theo những cái lý lẽ rất là khác nhau, thậm chí là xúi giục họ là đi xuống đường biểu tình, xuống đường chống đối là cái chính quyền Việt Nam, hoặc là tập hợp rất là nhiều các cái trẻ em rồi người phụ nữ nữa, rồi căng những cái băng rôn đó và giải thích xuyên tạc lịch sử theo cái kiểu định nghĩa của Việt Nam. Và họ nói rằng vào năm 2017, vào cái dịp 30 tháng 4 thì nói về cái ngày lễ đó, cái ý nghĩa của cái sự thống nhất đất nước, và cho rằng cộng sản là như thế này, như kia, đủ thứ chuyện hết. Nói chung là vẽ một cái bộ mặt của cái chính quyền Việt Nam hiện nay giống như là không có tôn giáo, không có pháp luật, không có kỷ cương, rồi những cái cán bộ thì rất là tồi tệ theo cái kiểu là tham nhũng, tham ô, biến chất, thối nát, đủ thứ chuyện hết. Những người mà họ phản biện thì họ nói ngược lại, họ nói là nếu như mà không có cái tự do tôn giáo hay là nó quá tồi tệ, nó quá xấu thì tất cả các cái nhà thờ ở từ Bắc chí Nam thì nó có được như thế hay không, và một cái giáo hội nó lớn mạnh như thế và các cái giáo dân mà đi lễ nhà thờ mỗi buổi nó vào cụ thể như là những cái buổi lễ thường xuyên như là Chủ nhật chẳng hạn thì có bao giờ bị cấm đâu. Và nếu mà không có tự do tôn giáo thì ông Đặng Hữu Nam có được phong linh mục hay không, và có được giảng oan oan như thế hay không, và có được dẫn rất là nhiều người, những cái đoàn người có thể là lên tới 506 các cái đơn, và chúng ta khi mà đến cái huyện Quỳnh Lưu để mà đi nộp đơn đó, thì đây là một cái việc rất là đặc biệt. Và nếu như mà không có cái tự do tôn giáo thì ông Nguyễn Đình Thục có được điều về một cái trung tâm hành hương của núi Cuối, cái nơi mà có thể nói rất là đẹp. Bây giờ ở trong cái giáo phận Xuân Lộc đó, chúng ta thấy là nguyên cái đồi gọi là núi Cuối đó, nó rất là bao la, và những cái bản vẽ, những cái công trình kiến trúc rất là sang trọng. Nói chung là có nhiều cái hạng mục rất là đồ sộ đang được tiến hành, và hứa hẹn rằng nơi đây sẽ là một cái nơi thu hút rất là nhiều các cái giáo dân, ngay cả những cái người gọi là lương dân nữa, họ sẽ đến họ tham quan, giống như là một cái khu vực của những cái đạo Phật giáo chẳng hạn. Chúng ta thấy là ở ngoài Bắc chẳng hạn, thì những cái chùa rất là lớn và rất là đẹp theo cái kiểu là đi vạn viễn cảnh đó, đi thăm viếng hoặc là đi hành hương. Thì đối với công giáo cũng thế, thì nếu như không có một cái sự tự do tôn giáo thì ông Nguyễn Đình Thục có cái điều kiện để mà đi về đó hay không? Thì cái trường hợp ông Nguyễn Đình Thục cũng vẫn thế, chúng ta thấy là cũng có liên quan đến những cái vấn đề, những cái bài giảng của ông ta theo cái kiểu là tuyên truyền Việt Nam, họ nói là tuyên truyền và chống với chính quyền, và đã nhiều lần cũng bị coi như là chính quyền họ mời lên và họ nhắc nhở theo cái kiểu là họ hỏi về những cái vấn đề liên quan chẳng hạn, và những cái cơ sở để mà ông Nguyễn Đình Thục khi mà đi giảng những cái tin đó đó, thì những cái tin nó lấy từ đâu và nó dựa ra những cái cơ sở nào, và người ta muốn có một cái sự thuyết phục, một cái sự chứng minh. Thì sau đó thì chúng ta đã hiểu rồi, ông Nguyễn Đình Thục cũng bị chính là giám mục của cái giáo phận Xuân Lộc điều chuyển về một cái khu vực gọi là làm phó cái về mà xây dựng đó trong cái công trình của núi Cuối. Thì bởi vì bản thân của ông Nguyễn Đình Thục cũng là một cái người xuất thân từ cái có học về cái kiến trúc, cho nên ông ta hiểu rõ và ông ta sẽ giúp rất là nhiều cho cái giáo hội. Và ở nơi đó thì cái nơi mà để làm cho các công việc nó cụ thể hơn, chứ còn là tiếp xúc với giáo dân đưa ra những cái bài giảng, những cái lý luận có khi nó không có phù hợp và nó có thể là ảnh hưởng tới giáo hội chẳng hạn. Thì đây là một cách hành xử của giáo hội. Giáo hội ở Việt Nam người ta thực hiện để mà bố trí và quản lý các hoạt động của họ, chứ không phải là do chính quyền quyết định. Quyết chính quyền thì chắc có lẽ là cũng rất là muốn theo cái kiểu là khi có những cái lời lẽ hay là cách hành xử nó không có đúng đó, người ta cũng sẽ muốn những cái sự thiên chuyển nhanh, hoặc là họ muốn có một cái sự xử phạt, nhưng mà không thể can thiệp được, bởi vì đây là một cái công việc của giáo hội. Thì liên quan tới cái giáo xứ, coi như là cái giáo phận ở ngoài Vinh và ngay cả cái giáo phận Xuân Lộc đi nữa, hay là trước đó thì chúng ta nói là giáo phận Hà Tĩnh, hoặc là ngay cả ở ngoài Hà Nội hay nhiều nơi khác, thì bây giờ đó ở phía chính quyền người ta
chỉ thông qua giáo hội thôi. Thì dĩ nhiên là cái giáo hội Công giáo Việt Nam nó cũng hoạt động theo pháp luật của Việt Nam, và mọi công dân đó đều phải tuân thủ pháp luật. Đó là những cái điều mà nhiều người họ chống đối ông Nguyễn Duy Tân hay là ông Đặng Hữu Nam trong cái thời gian dài đó. Họ nói rằng cần phải lôi những cái người đó ra và cần phải xử lý giống như những cái người dân bình thường, chứ không thể để mà đi tuyên truyền như thế. Và họ vẫn là một những cái công dân, chứ họ không phải được cái kiểu là bảo hộ riêng hoặc là có những cái đặc quyền đặc cách gì hết. Và rõ ràng là khi đụng vào các cái tôn giáo đó, nó rất là khó, bởi vì một khi là chính quyền người ta cũng ngại là sẽ thể bị gọi là đàn áp tôn giáo, hoặc là bóp nghẹt các cái tiếng nói, hoặc là không muốn cho người ta đi tu hành, hoặc là như thế này kia, rất là dễ bị trong những cái trường hợp đó. Cụ thể như trường hợp ông Nguyễn Văn Lý cũng vậy, đã có những cái lời nhận xét như thế rồi, và nhiều cái tổ chức gọi là dân quyền á, ở trên thế giới gọi là phi chính phủ các thứ này kia cái nọ, mặc dù chúng ta có thể nói rằng ở đằng sau đó là có bàn tay lông lá của cái người này người kia người nọ, hoặc tổ chức nọ tổ chức kia chống phá Việt Nam, tuy nhiên thì họ vẫn có những cái sự nhắc nhở hay là những sự lên tiếng cái trường hợp Nguyễn Văn Lý trong những cái cuộc ngoại giao như thế này thế kia. Thì những hình ảnh nó thật ra nó không có tốt, thay vì không nên để xảy ra. Thì bây giờ cách tốt nhất là ngay cả trong cái giáo hội người ta xử lý cái vấn đề này, thì giáo hội mà ra tay, giáo hội mà quyết định, thì người giáo dân họ đồng ý thôi. Người giáo dân họ là một những người mà tu thượng thành, họ là những cái người mà coi như là rất là tin vào ý Chúa, và họ cứ rất là tôn trọng các vị chủ chăng, nhất là những cái đức cha bề trên gì đó, theo cái kiểu là từ giám mục trở lên hay là tổng giám mục các thứ. Thì những cái quyết định đó đó làm cho người ta chấp hành, và người ta cảm thấy rằng không có một cái sự đàn áp hay là một cái sự bất công gì hết. Mặc dù là trong cái trường hợp của ông Đặng Hữu Nam trước đó đó, trong cái việc mà thiên chuyển, thì nhiều người đánh giá rằng cái thái độ của ông Đặng Hữu Nam có khi cũng cảm thấy là không có hài lòng, bởi vì khi ở trong một cái giáo xứ rất là uy tín mà ở gọi là Phú Yên đó, thì khi đó ông đã được người giáo dân ở đó họ rất là tôn trọng, và còn có những cái sự đóng góp của rất là nhiều người, kể cả những người ở bên ngoài Việt Nam nữa, theo cái kiểu là quyên tiền để mà ủng hộ cho cái vấn đề mà đòi công lý theo cái quỹ pháp lý gì đó, mà bây giờ chúng ta cũng không biết là cái quỹ đó bao nhiêu tiền, có thể lên tới hàng tỷ đồng tiền Việt Nam, nhưng mà cái số tiền đó đã được sử dụng đi đâu rồi và đã được chi trả như thế nào. Và bên cạnh đó đó thì chúng ta đã biết rằng là ông Linh Mục Đặng Hữu Nam, và ngay cả ông Linh Mục mà Nguyễn Đình Thục đi nữa, thì ở phía trong giáo dân đó có những cái trường hợp là sau này họ phát hiện ra các cái vụ án gọi là để mà bắt một số những cái người đó, thì những cái người đó được cho rằng là gọi là hoạt động bất đồng chính kiến, hay là hoạt động giành công lý cho Formosa, hoặc là họ, nhưng mà ở phía Việt Nam thì họ đánh giá khác, họ nói là gây rối trật tự công cộng, hoặc là chống người thi hành công vụ, cản trở người thi hành công vụ, đủ thứ chuyện hết. Thì bây giờ đó chúng ta mới thấy được rằng cái toàn cảnh của các cái vụ việc như thế này, và chúng ta để hiểu rõ hơn á, thì nên đi tìm lại và coi những cái bài giảng của ông coi như là Đặng Hữu Nam, để thấy được rằng cái mức độ như thế nào, nó có vượt qua các cái rành đoạn đỏ hay không, và nó có phải là vi phạm pháp luật của Việt Nam không. Thật ra thì bản thân tôi cũng muốn chứng minh cho các bạn thấy là ở trên ngay trên cái kênh của mình về những cái lời giảng đó. Tuy nhiên vì vấn đề mà nó thuộc về sở hữu trí tuệ đó, về vấn đề mà bản quyền đó, chúng ta không có được quyền để mà sử dụng những cái video clip của các cái kênh YouTube khác mà không được quyền của họ, mà mình trích dẫn như thế thì nó rất là vi phạm. Cho nên chúng ta chỉ muốn giới thiệu thôi, và có lẽ là không cần nói nhiều, những người đã quan tâm thì các bạn cũng đã hiểu được như thế nào rồi. Vì bên cạnh đó thì ông Đặng Hữu Nam hay là ông Nguyễn Đình Thục hay là Nguyễn Duy Tân thì có rất nhiều các cái bài trả lời phỏng vấn trên các cái kênh báo chí của Việt ngữ ở nước ngoài đó, và những cái kênh đó có khi họ lại nằm trong các cái màu sắc như thế này như thế kia, và ngay cả những cái thành viên của các cái đảng phái ở bên ngoài nữa, và những cái đảng phái đó ở phía Việt Nam họ quy kết rằng là cái lực lượng khủng bố, là những cái nhóm gọi là phản động chống lại cái chính quyền Việt Nam. Và nếu mà đi trả lời như thế rồi, bên cạnh những cái lá cờ vàng xuất hiện chẳng hạn trong một cái khung ảnh chung đi, dĩ nhiên là họ ghép vào, và những cái cách
mà chỉ trích thẳng theo cái kiểu là chống đối lại, theo cái kiểu là căm thù, hoặc là biến cái chính thể của Việt Nam như là kẻ thù á, thì những cái điều đó nó rất là phản cảm và nó tạo ra rất là nhiều các cái sự bực bội cho cái chính quyền của Việt Nam, cho những người mà họ yêu cái chính thể của Việt Nam hiện nay. Do đó là họ nói rằng đó là những cái sự vi phạm nó rất là trắng trợn và không thể nào chấp nhận được và cần phải xử lý hình sự. Thì chúng ta cũng đã thấy rồi, có ở ngoài cái khu vực của Quỳnh Lưu đó, khi mà xảy ra các sự người cá chết, cũng có những cái cuộc họp của những cái giáo dân và họ đưa ra các cái biểu ngữ là yêu cầu phải trút vế ông Đặng Hữu Nam chẳng hạn, ngay cả ông Nguyễn Đình Thục cũng vậy, nên yêu cầu là phải trục xuất ra khỏi những cái khu vực đó và để trả lại cái sự bình yên, cái sự bình thường. Thì nhiều bạn hay là những cái người mà họ ủng hộ ông Nam thì người ta nói rằng đó là cái sự dàn dựng của chính quyền Việt Nam, của cái chính quyền địa phương, họ muốn tạo dựng là một số những cái người mà gọi là kiểu đấu tố đó, và họ muốn dựng vào cái cớ đó để mà đẩy ra. Tuy nhiên thì phải nói rằng trong toàn bộ các cái vụ việc này thì chính quyền Việt Nam hiện nay họ xử lý nó rất là bình tĩnh và nó có một cái thời gian theo kiểu rất là kiên nhẫn. Và bây giờ thì rõ ràng là trong cái vụ việc này, ngay cả các việc mà không có còn làm một vụ, thì chúng ta hiểu là không làm một vụ tức nghĩa là không có tiếp coi như là công khai theo cái kiểu là đi có cái những cái bài giảng đối với những cái giáo dân chẳng hạn, hay là nằm trong một cái giáo xứ để rồi được toàn quyền giống như trước kia, theo cái kiểu là mình có giáo dân, có địa phận, có địa hạt, có nhà thờ, có đầy đủ hết. Còn nếu mà mình không làm một vụ thì có thể làm những chuyện khác, khi mà đi vào về tòa giám mục chẳng hạn, hoặc là đi về các cái tu viện, hoặc là làm những cái công việc mà phó tế, hay là giúp đỡ những công việc khác giống như trong trường hợp của ông Nguyễn Duy Tân, thì đó cũng là cái việc mà giúp đỡ cho giáo hội. Nói chung là đây không phải là trường hợp mà nhiều bạn họ đánh giá rằng hình như là bị tước áo linh mục, thì không phải. Thật ra thì cái chức gọi là linh mục đó thì ở cái cấp giám mục này nữa, người ta không có được quyền làm ở đó, mà cái đó là thẩm quyền của ở phía bên tòa thánh, và chỉ có giáo hội, chỉ có tòa thánh mới có thể là thước cái linh mục thôi. Và cái linh mục đó là cái điều mà người ta nói là giống như là để thay mặt cho Đức Chúa rồi, và để mà đi giảng đạo các thứ này kia nọ, thì những cái vi phạm gì đó rất là nặng nề ở trong giáo hội, người ta mới có quyền để mà tước bỏ cái linh mục. Thí dụ như những cái linh mục họ muốn trở lại đời thường chẳng hạn, muốn có vợ có con, hoặc là họ có những cái vi phạm pháp luật gì đó rất là nghiêm trọng, thì có thể là nhiều khi bị tước cái phần đó. Tuy nhiên nó phải qua một cái thủ tục ở bên tòa thánh chứ không phải đơn giản, nó rất là khó khăn, chứ không giống như trong trường hợp của Phật giáo. Phật giáo thì cái quản lý của nó lẽ là nó khác đi. Tuy nhiên đó thì ở trường hợp này đó thì rõ ràng người ta dùng một cái từ khác nữa là cái từ cắt chén, thì chúng ta không hiểu là cái cắt chén là như thế nào, thì có thể là được làm lễ hay không. Và làm lễ là giống như là cầm một cái chén để mà trong đó các cái bánh thánh, hoặc là cầm cái chén mà có đựng rượu mà người ta tượng trưng giống như là rước mình thua thánh chúa gì đó, cái kiểu mà cái hoạt động của công giáo, cái lễ cái gọi là cái hoạt động chính yếu trong các cái hành lễ của phía bên công giáo. Thì có hay không những cái chuyện đó, thì chúng ta thấy là trong trường hợp mà những cái người bị điều đi về những cái khu vực này không có còn làm chánh xứ đi, không có còn đứng làm lễ nhà thờ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng gì đó, nhưng mà trong những cái lễ mà gọi là phụ dạ phụ phụ lễ chẳng hạn, thì có khi người ta vẫn có thể được phụ giúp, hoặc có thể là cũng có thể có những cái bài giảng nhỏ nhưng mà theo những cái chủ đề riêng, và nó bám sát hơn và tránh đi lạc ra bên ngoài, tránh đi các cái việc chỉ trích. Thì cái đường lối mà gọi là hoạt động của giáo hội đó thì chúng ta thấy rất là đặc biệt, nó khác đối với Phật giáo. Phật giáo thì lâu lâu cũng vẫn có những cái bài giảng hay là những cái bài thuyết pháp mà dạy hoặc là hướng dẫn cho các cái Phật tử trong các cái việc này việc kia, và cũng có những cái sự trao đổi với Phật tử theo cái kiểu là tìm hiểu thêm về Phật pháp, hoặc là nó cũng gắn với cái đời sống, người ta nói là tốt đẹp đạo đời, nó có như tốt đạo đẹp đời các thứ này kia nọ. Và đối với công giáo thì nó khác hơn, là bởi vì các cái buổi mà gọi là kinh cầu nguyện các thứ này kia cái nọ của Phật giáo đó, thì người ta đa phần là chỉ dựa vào tụng kinh và niệm Phật thì nhiều hơn, tĩnh tâm thì nhiều hơn. Nhưng mà trong cái vấn đề mà công giáo thì chúng ta thấy tất cả các cái buổi lễ đều có cái bài giảng hết, và những cái bài giảng đó đó
thì ông cha Đặng Hữu Nam và ngay cả ông linh mục Nguyễn Đình Thục hay là ông Nguyễn Duy Tân gì nữa thì được cho rằng đã sử dụng và giảng rất là nhiều về vấn đề chính trị, và những vấn đề chính trị đó đó phải cho nó nói đúng hoàn toàn 100% thì nó không có thành vấn đề. Tuy nhiên thì người ta nói rằng nói hớ rất là nhiều, nói nhiều cái vấn đề khó mà để mà chứng minh, theo kiểu là quy chụp, theo cái kiểu là không dựa trên những cái cơ sở thực tế, và thậm chí là suy diễn một cách nó rất là miên man, thì những cái điều đó có hay không và những cái điều đó nó có phải là đã vi phạm pháp luật của Việt Nam hay chưa, và nó có trạch giáo hội, bởi vì giáo hội đó người ta đánh giá rằng là ông Đức Chúa Giêsu đó là muốn ban cái sự tin mừng đến cho mọi người theo cái kiểu là muốn cứu rỗi chúng sanh, theo cái kiểu là tha thứ cho tha nhân các thứ này kia cái nọ, ngay cả những cái lỗi lầm để nữa, ngay cả kẻ thù của mình cũng phải có một cái thái độ hết sức là hòa nhã. Người ta đánh mình một cái bên đây, mình có thể đưa cái má bên kia để cho người ta đánh, và lúc nào cũng phải lấy cái nhân nghĩa. Nói chung là tất cả các cái đạo giáo mà không có những cái tiêu chí mà tốt đẹp đó thì có lẽ là không có nước nào người ta đồng ý đâu, không có nước nào mà họ duy trì cả. Và ở Việt Nam thì cái hoạt động của tôn giáo không chỉ công giáo mà tất rất là nhiều các cái tôn giáo khác cũng đang hoạt động, và những cái hoạt động trong công giáo mà họ nói rằng coi cái chính quyền mà nơi mình ở giống như kẻ thù chẳng hạn, hoặc là có một thái độ rất hết sức là thù hịch, và họ nói là coi kẻ thù còn hơn là những người mà hoạt động chống chính quyền Việt Nam nữa, tức là những cái tổ chức mà họ chống chính quyền Việt Nam đó, theo cái kiểu họ chỉ trích nhà nước Việt Nam rất là nặng nề, ngay cả những cái tổ chức bên ngoài của Việt Nam thì họ cũng nói rất là nặng nề. Và ông cha Nam đó hay là những cái linh mục mà họ là chống chính quyền đó, theo cái kiểu là nói bị quy kết rằng hoạt động sai trái đó, có những cái bài giảng chúng ta thấy những cái lời lẽ nhiều khi còn nặng nề hơn, thậm chí là rất là dữ dằn chứ không phải đơn giản. Thì những cái điều đó nó khuyến khích một cái điều gì? Một cái xã hội của Việt Nam bây giờ họ gọi là có pháp luật, có các cái lực lượng cưỡng chế rất là đầy đủ rồi, bây giờ không lẽ người ta lại để cho những cái người mà giảng dạy như thế, hay là những cái gọi là hoạt động tôn giáo như thế để mà làm ra những cái phong trào và kêu gọi những cái lời chống đối lại ngay cái chính quyền của Việt Nam, thì điều này có thể thực hiện hay không? Và chúng ta phải hiểu được ngay tại ở Hoa Kỳ đi nữa, nếu như hoạt động để mà chống chính quyền hoặc là hoạt động để mà nhằm lật đổ cái chính thể cộng hòa của Hoa Kỳ chẳng hạn, hoặc là đã phá cái hiến pháp của Hoa Kỳ, thì thử hỏi những cái nhà thờ đó hay là những cái ông cha, những cái linh mục đó có được phép hoạt động hay không? Và ở những cái quốc gia khác nữa thì cũng vậy. Cho nên chính vì những cái điều này đó, nó đặt ra rất là nhiều các cái câu hỏi và cho chúng ta thấy được rằng công giáo có nên tách rời các cái chính trị hay không, và vì sao giáo hội của các công giáo đó ở Vatican người ta đã có những cái lời cấm đó, họ không có muốn là cho đụng vào. Và dĩ nhiên là ở những nơi nào mà bị đàn áp và nó quá đáng các thứ này kia này nọ thì khỏi cần phải nói rồi, cái giáo hội của công giáo ngay tại Vatican người ta cũng sẽ lên tiếng thôi, người ta cũng sẽ can thiệp rất là mạnh bạo. Nhưng mà phải nên nhớ kỹ rằng ở Vatican người ta cũng phải tôn trọng cái chính thể của các quốc gia. Thí dụ như chúng ta thấy là trong cái trường hợp của ở bên Trung Quốc chẳng hạn, thì Trung Quốc họ có một cái giáo hội riêng, và giáo hội đó coi như là họ còn không tôn trọng các giáo hội ở bên Vatican nữa, và Vatican cũng phải có một cái sự quan hệ với Trung Quốc theo cái kiểu muốn thân thiện hơn và muốn bình thường hóa với Trung Quốc để mà đặt cái ảnh hưởng của mình lên cái đất nước Trung Quốc, bởi vì cái giáo dân của ở phía Trung Quốc được cho là đang nở rộ ra, và với cái lực lượng mà người dân Trung Quốc rất là lớn, lên tới 1 tỷ 400 triệu dân, mà nếu như chỉ cần chiếm khoảng chừng 4% 5% dân số trong cái khu vực đó là theo đạo công giáo thôi, là một số lượng rất là kinh khủng. Thì chúng ta phải hiểu được rằng cái hoạt động của giáo hội đi nữa, người ta cũng phải rất là di du, và họ cũng phải tôn trọng các cái chính thể, các cái chính quyền của các quốc gia. Thì chúng ta đã nhìn lại đã thấy được cái trong trường hợp của ông cha Nguyễn Văn Lý là như thế nào rồi. Sau khi mà đi ra khỏi nhà tù rồi đó, thì bây giờ thì ông ta làm sao? Đã có những cái lời lẽ, những cái hứa hẹn nói rằng là sẽ đấu tranh tới cùng là như thế này như thế kia, nhưng mà bây giờ thì được các cái cha bề trên rước về và đưa vào an dưỡng tại một cái khu vực, một cái tu viện hay là một cái an trí viện gì đó của giáo hội quản lý và dưỡng già ở nơi đó thôi, mà coi như là không có còn hoạt động các cái mục vụ gì hết, không có được
có những cái bài giảng hay những cái tiếp kiến đối với bên ngoài, và bây giờ gần như là mọi người người ta cũng cảm thấy hết sức là bình thường rồi. Và đó là chưa kể đến các cái việc mà nhìn lại các cái đường hướng hay là cái cách thức hoạt động của ông cha Nguyễn Văn Lý hay là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, thì người ta cũng đánh giá rất là nhiều. Nhiều người họ họ nói là không nên làm như thế, nhưng mà dĩ nhiên là những người nói ông cha đó ông cũng gan dạ quá, cũng dám nói những cái điều này người kia, dám đương đầu với cái chính quyền các thứ. Nhưng mà vấn đề đương đầu và cái hiệu quả nó ra làm sao, là thì dĩ nhiên là ở công dân Việt Nam ai cũng muốn rằng cái xã hội Việt Nam nó phải tiến triển, cái xã hội Việt Nam nó phải biến chuyển, nó phải tiên tiến hơn, nó phải lành mạnh hơn, nó công bằng văn minh và nó lịch sự hơn. Thì dĩ nhiên là ở phía chính quyền của Việt Nam, ngay cả các cái luật lệ, ngay cả các cái văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam họ vẫn nói điều đó, mà họ nói là xây dựng một cái nhà nước pháp quyền, một cái nhà nước công bằng văn minh lịch sự này cái các đủ thứ. Thì chính chính quyền họ đã đưa ra những cái tiêu chí đó, thì bây giờ mình cũng có quyền để mà yêu cầu. Tuy nhiên cái vấn đề yêu cầu như thế nào và mình góp ý ra làm sao và mình đấu tranh thì trong cái trường hợp, trong cái khuôn khổ ra là như thế nào đó. Chứ còn mà theo cái kiểu mà tuyên bố theo cái đập đổ Đảng Cộng sản theo cái kiểu là cái Đảng Cộng sản này không có nên tồn tại, và bởi vì cái nhà nước Cộng sản này nó là nguyên nhân của tất cả những cái đau khổ ở trên đời này, bây giờ muốn cho bớt cái sự đau khổ mình đập đổ, thì dĩ nhiên một khi mình đã gieo cái sự thù hằn, mình lập là một cái lực lượng để mà mình nhắm đến cái hướng thù hằn đó, theo cái hướng đập đổ đó, thì dĩ nhiên mình muốn đập đổ người ta phải đập đổ mình chứ, cái đó là một cái điều là gọi là quy luật tất yếu rồi. Chưa nói đến cái vấn đề pháp luật của Việt Nam họ rất là cấm triệt về cái việc này, bởi vì đó là những cái điều nằm trong các cái chương gọi là xâm phạm an ninh quốc gia, họ nói là âm mưu để mà lật đổ chính quyền, âm mưu để mà chống đối là cái nhà nước của dân gì đó, do dân gì đó, thì hàng loạt những cái vấn đề á, nó thuộc về pháp luật. Và ở góc độ mà xã hội thì nó không nói đi, nhưng mà ở góc độ pháp luật mà chúng ta phải biết nó cái nào là cái ranh giới, cái nào là cái điều được phép và cái nào là cái điều không được phép. Và nhiều người mà họ khách quan hơn thì họ đánh giá là có hay không cái việc mà đàn áp tôn giáo, có hay không các cái việc mà khắt khe quá đối với các hoạt động của các cái linh mục hay là các cái người mà gọi là thiền sư hay là các cái đại đức gì đó. Thì thật ra đó thì người ta rất là bình tĩnh và họ nhìn nó phải toàn cục hơn và nó phải có quá trình nữa. Thì những cái quá trình trong thời gian vừa qua của ông cha Đặng Hữu Nam, người ta nghi ngờ rằng có một sự liên kết gì đó đối với các lực lượng bên ngoài và những cái lực lượng chống đối với Việt Nam hay là tuyên truyền Việt Nam hay sử dụng hình ảnh là cha Nam hay là linh mục ông coi như là mà những cái ông linh mục như là Nguyễn Duy Tân chẳng hạn, là nhiều cái người khác để nhằm những cái mục đích như thế này như thế kia và nhằm cái mục đích để mà hoạt động lật đổ cái chính quyền nhà nước Việt Nam. Thì những cái điều đó thì chúng ta nói nó quá xa đi, và thực tế thì ở Việt Nam người ta cũng chưa có một cái quyết định nào hay là một cái sự điều tra nào hay là một cái sự quy kết nào cho những cái việc này. Tuy nhiên thì bây giờ đó đối với trường hợp của ông Linh Mục Đặng Hữu Nam thì cũng chỉ là cái sự xử lý trong nội bộ của cái giáo hội thôi, và những cái xử lý đó đó thì có lẽ là nó phù hợp và đây là một cái sự xử lý có lẽ là khôn khéo của giáo hội để tránh đi bớt những cái sự ảnh hưởng, với tránh đi bớt cái sự đương đầu đối với cái chính quyền sở tại. Và cái sự đương đầu đó thì nó cũng chẳng có đi tới đâu và nó cũng không bao giờ tốt hết. Rồi có lẽ là nhiều người họ nhận định như thế. Nhiều người họ nói rằng cần phải nên tập trung hơn và theo cái kiểu là hoạt động nó tôn giáo hơn, và cứ mềm mỏng, cứ xin phép và cần củng cố lại tất cả các cái cơ sở thừa tự. Thí dụ như là chúng ta thấy là trong cái trung tâm gọi là Hành Hương Núi Cuối đó, nó đang xây dựng là một cái rất là lớn, hoặc là ở Quảng Bình thì một cái trung tâm Đức Mẹ La Vang gì đó cũng đang chuẩn bị xây dựng lại rất là lớn nữa. Thì chúng ta thấy là nhiều nơi khác ở trên cái cõi Việt Nam này, nhiều nhà thờ đã được tu sửa lại và được xây mới. Thì những cái việc làm đó có hay không cái sự gọi là vi phạm nhân quyền hay là đàn áp các cái tôn giáo như thế này kia, và đàn áp tôn giáo ra làm sao mà bây giờ cái lực lượng linh mục nó quá nhiều luôn, cái lực lượng mà những người được thụ phong á nó rất là nhiều, và nhà thờ từ lúc nào cũng đông hết, và kể cả những cái
nguyên thủ quốc gia ở nước ngoài đi nữa. Chúng ta đã thấy rồi những hình ảnh mà ông cựu tổng thống của Hoa Kỳ đi đến Hà Nội chẳng hạn, cũng đến nhà thờ là lớn ở Hà Nội để mà làm lễ, hoặc là đi cầu nguyện các thứ này kia cái nọ. Thì nói chung những cái vấn đề đó mà thuộc về tôn giáo nó rất là phức tạp, và các bạn cũng đừng có nên mà nhiều khi là vì cái vấn đề mà không ghét thích ông Đặng Hữu Nam chẳng hạn, hoặc là một vài cái linh mục nào đó, thì lại quy kết luôn và đã phá luôn nguyên cái tôn giáo của cái công giáo, và phỉ báng cái tôn giáo, thì điều đó là cái điều không nên. Chúng ta không thể nào mà chấp nhận các cái việc đó. Thì cái quyền mà tự do tín ngưỡng là cái quyền rất là thiêng liêng, cái quyền đó được hiến pháp của Việt Nam bảo vệ một cách rất là tuyệt đối, chứ không phải làm nó đơn giản. Thì bất cả một cái tôn giáo nào cũng vậy đó, chúng ta không được quyền phỉ báng họ, và dĩ nhiên họ cũng không được quyền phỉ báng những người khác theo cái kiểu là không tôn giáo. Người ta không tôn giáo, người ta vẫn có cái quyền của họ, và chúng ta không có ép buộc họ phải đi theo những cái tôn giáo của mình. Theo cái kiểu là bây giờ đến đó anh phải đi vào đi, tôi cho anh gạo đây nhưng mà anh phải đi vào các tôn giáo của tôi, hoặc là ép buộc họ, họ dụ dỗ họ, hoặc là lôi kéo họ, hoặc là mình chửi thẳng họ, công kích họ theo kiểu là vô thần vô đạo các thứ này kia cái nọ. Thì cái quyền tự do tôn giáo và cái quyền tự do không tôn giáo đó là những cái điều mà hiến pháp mà bảo vệ. Thì ở nhiều nơi trên thế giới vẫn là thực hiện những điều đó, và Việt Nam đã gia nhập vào các cái công ước về nhân quyền thì vẫn phải đi theo thôi. Thì nói chung là cái việc mà thiên chuyển như ông Linh Mục Đặng Hữu Nam, hay là ông Nguyễn Duy Tân, hay là trong trường hợp ông Nguyễn Thái Hợp, hay là trước đó đi nữa, thì ông Tra Nguyễn Nhân Lý hay nhiều nơi khác, thì chúng ta thấy là tiếp tục sẽ còn những cái sự tranh cãi, tiếp tục sẽ còn những cái đánh giá. Nhiều người thì nhiều khi là họ cũng là giáo dân, họ không dám nói về các cái đấng bề trên, thấy có kiểu là giám mục hay tổng giám mục các thứ, nhưng mà nhiều khi họ cũng ấm ức lắm, họ nói rằng là đây có lẽ là nhiều khi các cái vị mà gọi là giám mục đó bị cái sự chi phối của chính quyền, và có thể là thực hiện một cái việc nó nhu nhược và bị coi như làm theo cái lời của chính quyền để mà cho yên thân, để mà chứ không có bảo vệ cái người linh mục theo cái đúng mực này kia họ. Thì rõ ràng này cũng có rất là nhiều các cái ý kiến, và những cái ý kiến gì đi nữa đó thì nó cũng phải tập trung lại cái vấn đề làm sao cho cái giáo hội của Việt Nam họ vững mạnh, cái việc mà tu á, nó lành mạnh hơn, và cái giáo dân á, nó trở nên giống như là cái đó là hoạt động là tốt đạo đẹp đời các thứ này kia cái nọ rồi đó, công giáo đồng hành với dân tộc gì đó các thứ, người ta đưa ra rất là nhiều các lý lẽ theo cái kiểu là hòa mình chung với nhau, và vẫn phải hoạt động là tôn trọng các pháp luật của Việt Nam. Thì dĩ nhiên là có lẽ là luật pháp của Việt Nam nó cũng không có tương đồng với một số những cái luật pháp của những nơi này nơi khác này kia cái nọ, và cách nhìn nhận về tôn giáo có thể là nó khác đi. Tuy nhiên thì những cái điều đó đó nó cũng không nói lên được cái điều gì, bởi vì ở từng nơi nó có những cái quy định rất là riêng, và những cái quy định đó cần phải được tôn trọng, và bản thân mình là một công dân mình phải tôn trọng thôi. Và linh mục á, hay là ông đại đức gì đi nữa cũng phải là một cái công dân thôi, và chính vì cái điều này đó nó cần phải được minh bạch, nó cần phải được làm cho nó rất là chặt chẽ, chứ không thôi đó thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái hệ lụy, và những cái hệ lụy nó xảy ra là giống như trong trường hợp của linh mục Nguyễn Văn Lý cũng làm ảnh hưởng tới giáo hội chứ, giáo hội cũng có sẽ có một cái hình ảnh nó khác đi, và nhiều người ngay cả trong Việt Nam nhiều người mà họ không thích đạo công giáo chẳng hạn, thì họ nhìn qua cái hình ảnh của linh mục Nguyễn Văn Lý họ chửi rủa cái tôn giáo thì cái điều đó nó không có tốt. Và bây giờ thay vì để tạo ra một cái hình ảnh như thế thì ở phía giáo hội người ta có hình thức xử lý sớm hơn, người ta có cái xử lý khôn khéo hơn, ví dụ như đưa ông Nguyễn Hữu Nam, ông Đặng Hữu Nam về làm một cái việc gì khác theo kiểu tĩnh tâm hơn chẳng hạn, rồi sau một cái thời gian nào đó thì cảm thấy rằng nó có những cái chuyển biến thì người ta sẽ trở lại và đưa ông Đặng Hữu Nam tiếp tục làm một vụ, tiếp tục quản sứ ở một cái khu vực nào đó. Thì tất cả những cái vấn đề trong cái giáo hội đó nó rất là đặc biệt. Chúng ta thấy cái cơ cấu tổ chức, cái cách điều hành của nó cũng giống giống như ở phía bên chính quyền, cũng có những cái cấp bậc và vẫn có quản lý địa hạt, vẫn có quần chúng, vẫn có trụ sở, vẫn có này kia, nó có lương bổng, có đầy đủ hết, và cái người ở cấp dưới thì chấp hành cấp trên một cách rất là tuyệt đối, và họ rất là tin tưởng những cái điều này. Và những cái điều đó chúng ta thấy là ở cái đất nước Việt Nam thì ngày nay đó có thể nói là các hoạt động của tôn giáo nó ngày càng nó hoàn thiện hơn, ngày càng nó được người dân họ theo dõi và họ
coi như là ủng hộ nhiều hơn. Ngay cả Phật giáo cũng vậy, ngay cả tôn công giáo hay là tất cả các cái đạo giáo khác, chúng ta thấy đã có rồi những cái hình ảnh, những cái nhà thờ, những cái nơi thờ tự nó rất là lớn, ngay cả các cái đình chùa miếu đi nữa. Nói chung là không phải là đạo giáo, ngay cả về gọi là đạo thờ ông bà đi nữa thì nó cũng khác đi. Đó là những cái điều mà cái xã hội ngày càng phát triển, người ta không chỉ chú trọng về các cái lợi ích vật chất hay là những cái nhu cầu thông thường nữa, mà còn vấn đề tâm linh, và đó là những vấn đề rất là thiêng liêng, và nhiều nước trên thế giới vẫn làm thế, và Việt Nam một cái đất nước văn minh phải tiến hành như vậy. Cho nên là thông qua cái việc mà của ông Đặng Hữu Nam thì chúng ta thấy nó cũng đã không coi như là kết thúc rồi. Và đây là một cái xử lý chúng ta thấy là nghĩ rằng nó hợp lý trong cái thời điểm như hiện nay. Và đó là một số những cái ý kiến của tôi cho đến thời điểm này. Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào.